chào các bạn nha. Đây là đường Ninh Tuấn. Đường Ninh Tuấn ở tại quận Liên Chiểu nha. Tôi bắt đầu rẽ trái, trái đến con đường Ngô Văn Sở đây. Đây là đường Ngô Văn Sở. Hôm nay là chủ nhật đây các bạn. Nhật đêm hôm nay là chủ nhật. Tôi là đi các con đường trong thành phố Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem. Đây là đường Ngô Văn Sở. Đường Ngô Văn Sở này là nhiều quán karaoke lắm các bạn nha. Rất là nhiều quán karaoke. Hai bên đường đều có nhiều quán. Trung tâm nè, đây là trung tâm ăn chơi tại quận Liên Chiểu. Quán ăn cũng nhiều, quán karaoke, quán pizza, quán cà phê. Rồi tôi rẽ phải, tôi phải đi trên đường Tôn Đức Thắng nè. Đây là đường Tôn Đức Thắng. Chiều tối hôm nay trời có mưa các bạn. Mưa như không lớn, mưa bay bay. Rồi có mưa bay bay tới chủ nhật à. Đi xuống trung tâm Đà Nẵng trên các con đường để chia sẻ các bạn xem có gì hấp dẫn không, mà có gì vui không nha. Bởi vì mấy ngày nay Đà Nẵng là mưa rất nhiều, cũng có nhiều bữa mưa rất lớn. Rồi tôi rẽ trái đi đường Ngô Văn Sở, quay đường Nguyễn Sinh Sắc. Đây là đường Nguyễn Sinh Sắc. Tôi sẽ tới Hòn Thị Lan, tôi về Ngõ Quế cơ. Đây là đường Nguyễn Sinh Sắc. Đường Nguyễn Sinh Sắc, hai con đường gọi là đường 60, đường 60 mét đó. Đường này rất rộng. Mỗi bên 4 làn xe, 60 mét. Beep.
Hoàng Thị Lan. Đây, rẽ phải Hoàng Thị Lan. Hoàng Thị Lan thì quán nhậu quá trời luôn. Phim này là ít kìa, cho phim trái, à trái phim kia rất là nhiều quán nhậu. Tới dương nhật mà gặp mưa, mà gặp mùa đông nè thì không được vui nghe. Mùa mưa mùa đông không được vui, không vui như mùa hè. Mùa hè thì vui hơn, bà con đi đông chơi rất đông, rồi khách du lịch nữa rất đông nên nó vui. Còn mùa này là mùa đông rồi. Xe máy chia sẻ các bạn đường phố Đà Nẵng, nhiều bạn nó chạy chậm lẹ, chạy chậm lẹ rồi nên bạn thấy bị tắc tay à, nhiều quán nhậu rất là rực rỡ luôn. Đường Hoàng Thị Lan bên này đẹp không bà? Giữa có một số có nhiều cây trụ đàn, trụ đàn trang trí thêm. Hai bên là hai dải trụ đèn điện đường rồi, còn ở giữa có điện trang trí nè. Chuẩn bị lên cầu vượt, cầu vượt Ngẫu Huế à. Cầu vượt Ngẫu Huế tầng này tầng thứ hai, tầng thứ ba là chỉ có một đường
Còn tầng thứ hai là giống như một vòng xoay. Vòng xoay ngõ tư, giống ngõ tư. Còn đây là cái cầu vượt đó. Từ Liên Chiểu đi về Thanh Khê. Còn tầng thứ hai là vòng xoay. Đây, vòng xoay. Chúng thấy cầu vượt này là thấy người cái là về đường Điện Biên Phủ nè. Tối thì nên lựa những con đường vô mô ánh sáng đẹp thì đi chia sẻ các bạn cho nó đẹp hơn à, nên tao không đi vô mấy con đường nhỏ. Những con đường nhỏ là ánh sáng rất là yếu, nên tao đi đường chính thôi. Đây, như con đường Điện Biên Phủ này rất là rõ, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Hay là con đường Lê Duẩn, con đường Võ Nguyên Giáp, đường Tháng Chín, mấy con đường chính đó, đường rõ đẹp đó. Ánh sáng màu rất đẹp, sáng đường rất đẹp. Con đường Nguyễn Văn Linh cũng vậy. Tập trung đi mấy con đường đó thôi. Cứ về ban đêm. Đi ban đêm này nè, chọn những con đường đẹp, đường ánh sáng rực rỡ, nhiều màu đẹp để đi. Đường Bạch Đằng cũng ra, đường Trần Hưng Đạo cũng đẹp. Nên các bạn thông cảm nha.
cà phê đi trên con đường Điện Biên Phủ. Trời có mưa bay bay. Chơi Điện Biên Phủ rồi tôi sẽ rẽ rẽ trái nha, rẽ trái xuống đường Lê Duẩn. Tới đường Tân Phú à. Tân Phú là tôi kết thúc video các bạn. Đây đây là đường Lý Duẩn. Đây, đây là đường Lý Duẩn đi các bạn. Chùa đường Lý Duẩn quá đẹp rồi. Quá rực rỡ luôn.
nên là tối thiếu ánh sáng. À, chỗ này mấy cái khu đất này nè chưa xây dựng, thiếu ánh sáng. Đường Lê Duẩn. Rồi, video của tôi đến đây kết thúc. Các bạn video sau nha. Xin chào các bạn.